Ok, đây là kênh YouTube Cường Từ Điển và em Osmo Action 4 DJI. Không chỉ riêng em Action 4 này nha mà cả GoPro luôn các bạn. Bạn để ý nè. Vào cái mục video không có file nào đúng không nào? Đó, nhưng mà các bạn xem nè, thời lượng nó chỉ có 1 tiếng thôi. Mình kiểm tra cái thẻ nhớ trên máy tính đó, thì nó đã bị chiếm dụng tới gần 10 GB. Đó, nhưng mà ở trên này là nó không phát hiện ra, thì khuyên các bạn nên trước khi quay á, các bạn nên format lại cái thẻ nhớ này, format lại cái thẻ nhớ nha, format. Cái nào cũng vậy, GoPro hay là Osmo, cái nói chung thiết bị quay nào cũng vậy, nên format là sẽ an toàn hơn. Và format này mất dữ liệu nha các bạn, nên là các bạn lên cướp dữ liệu ra trước khi khi format nha. Rồi các bạn xem lại thời lượng quay này, 1 tiếng 10 phút, thấy chưa, hơn được có 10 phút luôn á, là 4K nha anh, mà quay cỡ 1080 hoặc là 2K là nó được gần 30 phút lần á. Ok nha, chúc các bạn thành công. Mình là Cường Từ Điển, nhớ nhấn like để cái kênh ủng hộ mình nhé.